Xin chào quý vị đến với kênh Việt Vision. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị bản tin Cảnh giác với Giáo hội Tin lành Đấng Tờ Chít Tây Nguyên, tổ chức phản động đội lốt tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, với những chiều bài cũ, thời gian gần đây các đối tượng phun rô lưu vong lại tiếp tục dựng lên các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau như Giáo hội Tin lành Đấng Tờ Chít Việt Nam, Giáo hội Tin lành Đấng Tờ Chít Tây Nguyên. Các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo này luôn có những tuyên truyền chống phá Đảng, nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sau đây, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn những âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo này. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, tổ chức Tin lành Đấng Tờ Chít do Y Hinie, mục sư Tin lành người dân tộc Ede gốc Đắk Lắk, Hinie, nguyên đại tá bộ trưởng ngoại giao Phun Rô Ba, lưu vong ở Mỹ cầm đầu. Tổ chức phản động lưu vong này có trụ sở chính tại Carolina, Mỹ và một số chi nhánh tại Mỹ, Canada. Mục tiêu của chúng là thông qua tổ chức này để tập hợp lực lượng, kích động ly khai, tự trị, tiến tới thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Theo chỉ đạo của Y Hinie, vào tháng 5 năm 2017, một tổ chức phản động được nhen nhóm thành lập trong nước với tên gọi Giáo hội Tin lành Đấng Tờ Chít Việt Nam, ECCV. Ban điều hành gồm 4 đối tượng, đều trú tại tỉnh Đắk Lắk, do Y Zoi Krong, con trai Y Hinie làm hội trưởng. Tổ chức này có 22 chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Kon Tum và Trà Vinh. Tuy nhiên, chúng tập trung chủ yếu ở tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 6 năm 2017 đến đầu năm 2018, lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai đấu tranh quyết liệt với tổ chức phản động đội lốt tôn giáo này. Riêng tại Đắk Lắk, lực lượng an ninh công an tỉnh đã bóc gỡ hơn 30 đối tượng cốt cán. Tuy nhiên, với ý đồ sử dụng vấn đề tôn giáo như một chiêu bài chính trị để chống phá nhà nước, chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam xuyên tạc vu khống Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền. Các thế lực thù địch và phun rô lưu vong tìm mọi cách để phục hồi lại tổ chức phản động này. Tại Mỹ, đầu năm 2019, Y Hinie đã tăng cường liên lạc, tiếp tục chỉ đạo số cốt cán trong nước mà đứng đầu là Y Zoi Bà Grong ở Buôn Ea Khít, xã Ea Bờ Hốc, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk. Bọn chúng bắt đầu phục hồi, phát triển lực lượng, kiện toàn lại cái gọi là Giáo hội Tin lành Đấng Tờ Chít Việt Nam, ECCV. Chúng công khai hóa hoạt động như một tổ chức, nhóm phái tin lành thuần túy, nhưng đằng sau đó số đối tượng này lại bí mật thu thập thông tin về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong nước, sau đó gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam, vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo lại các diễn đàn quốc tế. Giữa năm 2019, Y Zoi Bê Cà Rông bắt đầu đẩy mạnh hoạt động nhằm phục hồi lại Giáo hội Tin lành Đấng Tờ Chít Việt Nam ECCV, chuẩn bị kế hoạch chống phá. Chúng lôi kéo bổ sung nhân sự để lập ra ban điều hành giáo hội, gồm có 7 thành viên, chủ yếu là những đối tượng đã có lịch sử hoạt động tại Phun Rô, tham gia biểu tình gây rối chống chính quyền vào các năm 2001-2004, từng bị đưa đi cải tạo để có kinh phí hoạt động. Một mặt, chúng huy động từ những tín đồ tham gia tổ chức, mặt khác, chúng nhận hỗ trợ về vật chất, phương tiện từ nước ngoài. Được số đối tượng bên ngoài trang bị kiến thức, cách thức đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện. Qua những tài liệu mà cơ quan an ninh thu giữ của các đối tượng cốt cán cầm đầu cho thấy, tổ chức này đã gây dựng 27 điểm nhóm tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Phước, Lâm Đồng, Trà Vinh với gần 700 tín đồ. Ngay khi phát hiện, lực lượng công an đã đấu tranh quyết liệt nên thời gian qua ECCV bị tan rã. Số đối tượng cầm đầu của tổ chức này ở Đắk Lắk thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau nên không liên kết được để hoạt động. Tháng 9 năm 2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, Aga quê gốc Kon Tum đang bị cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và đang trốn tại Mỹ. Hắn chỉ đạo số đối tượng đã từng tham gia ECCV trước đây thành lập một tổ chức riêng để tiếp tục hoạt động. Đến tháng 9 năm 2020, Aga chính thức thay đổi logo và tên gọi của Giáo hội Tin lành Đấng Tờ Chít Việt Nam thành Hội Thánh Tin lành Đấng Tờ Chít Tây Nguyên, tự nhận mình làm người đại diện, đồng thời chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm 5 thành viên do A Đào Chú ở Thầy, tỉnh Kon Tum làm giáo hội trưởng. Hội Thánh Tin lành Đấng Tờ Chít Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt tôn giáo bình thường với các hoạt động hát thánh ca, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện. Tuy nhiên, bên trong chính là một tổ chức phản động, đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức này không có gì mới, tương tự như Tin lành Dega trước đây, đó là tập hợp tín đồ người dân tộc thiểu số ở trong nước, liên kết với các nhóm tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số. Khi bị phát hiện xử lý, chúng sẽ lấy đó làm lý do để vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức, cá nhân phức tạp ở nước ngoài. Với thủ đoạn này, từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Hội Thánh Tin lành Đấng Tờ Chít Tây Nguyên đã phát hiện được một số tín đồ tại các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng và Phú Yên. Sau một thời gian theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nắm được toàn bộ hoạt động vi phạm pháp luật của tổ chức này, thu giữ nhiều phương tiện,
tài liệu quan trọng. Một trong những đối tượng tham gia tích cực nhất trên địa bàn Đắk Lắk đó là Ycret Buôn Giá, hay còn gọi là Amagun, trú tại Buôn Kania 2, xã Ea 3, huyện Buôn Đôn. Ycret là đối tượng phun rầu bị xử phạt 8 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Năm 2013, sau khi ra tù được 1 năm, Ycret lại tiếp tục tham gia hoạt động cơ sở ngầm phun rầu và bị cơ quan công an đấu tranh xử lý, đưa ra kiểm điểm trước dân. Với vai trò là quản nhiệm điểm sinh hoạt Buôn Canada 2, sau khi được liên lạc, lôi kéo, Ycret đã đồng ý tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Tờ Chít Tây Nguyên và được AGA giao cho làm thủ quỹ của ban điều hành tạm thời. Từ tháng 3 năm 2020 cho đến khi bị phát hiện, Ycret đã tích cực lôi kéo 15 người, hầu hết là các tín đồ tín lành sinh hoạt trong điểm nhóm đại gia. Theo cơ quan chức năng, chiêu bài lợi dụng tôn giáo rất nguy hiểm bởi vì thông qua các hội thánh, các sinh hoạt tôn giáo, số này đã lôi kéo tập trung tín đồ, lồng ghép tư tưởng hẹp hòi, ly khai tự trị để tập hợp lực lượng, tiến tới gây rối, biểu tình, bạo loạn. Mục đích cuối cùng là để thành lập nhà nước riêng. Từ những âm mưu, ý đồ hoạt động và những chứng cứ thu thập được đã thể hiện Tin Lành Đấng Tờ Chít Tây Nguyên chính thức là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng tham gia đều đã thừa nhận, cam kết từ bỏ. Tuy nhiên, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của từng người mà cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.